kìa. Làm ơn tránh ra giùm đi. Cô Hai à, tôi có một tin vui với lại bốn tin buồn, muốn nghe nào trước? Nghe tin vui. Con còn nhận được trên mạng cô. Hả? Như vậy mà còn nói là tin vui nữa hả? Con được không có đọc mà. Còn tin buồn gì nữa? Có con cái nó bò vô nách cô đó ha. Không mặc áo lót gì hết.